Rồi xin chào anh em chào các bác, thì tiếp tục hôm nay em giới thiệu đến anh em về cặp loa tai noi đó, dòng này là dòng QC615. Thì hôm trước em bán dòng là 611 thì hôm nay là 615. Đối với 615 nó sẽ thay đổi về cả chiều cao rồi loa. 611 thì nó chỉ có một mic đồng trục và một bass, thì đối với 615 thì là hai bass và một mic đồng trục, thì gồm hệ thống nó gồm 4 loa. Riêng cái đồng trục và cái mic này là hai loa rồi. Và hai loa này nữa, nhưng mà chúng ta nhìn vào thì nó là ba loa nhé. Thật sự nó bên trong nó là cái loa đồng trục anh em nhé. Và về 611 anh em nghe là tiếng bass nó yếu, nhưng mà khi mà tới với 615 tiếng bass rất là khủng khiếp. Tại vì lúc này là ba loa bass chứ không phải là một loa hay là hai loa nữa anh em. Và cấu hình thùng nó khác nhau, mặc dù nó phân cái tầng ở đây để cho chúng ta thấy rõ là mid trap nằm trên và bass super bass nằm ở dưới đó. Nhưng mà tiếng bass nó là nguyên thùng. Con này thôi để chúng ta đánh cầu bi quay vẫn ok. Hàng này là hàng nồi sản xuất tại Anh Quốc anh em nha. Đó. Em này thì chiều cao nó lên đến 97.5, sắp xỉ gần 1m, 2.5 nữa là gần 1m em. Rất đẹp. Lo là căng zin hết, lo là căng zin luôn, căng cao su. Đây anh em nha. Đó, dòng quy xe anh em nhé. Cầu quy quay, con này xuống sức tại Anh Quốc nha. Đây là mỗi một bên là ba cái lưới anh em nha, còn nguyên hiện hết nha, ba cái lưới. Rồi giá đôi loa này thì tại shop em là 25 triệu anh em nhé, giá là 25 triệu bao ship cho anh em. Con này tiếng rất là hay, rất là đều dãy, bass rất là xuống, rất là sâu và mạnh nha. Tới cái đời này nó rất là khác, bởi vì cái giá nó là anh thấy em thấy là nó gấp đôi cái giá của 611. Rồi hôm nay mời anh em nghe hai đoạn nhỏ nha. Rồi nhé, giờ mời anh em nghe thử một đoạn đầu tiên về trống ha. Rất là phê. Anh em nghe thấy tiếng trống khi mà nó đánh xuống á, em này rất là đầy xuống, rất là sâu. Có tưởng tượng hay các ta có thể tưởng tượng là một cái lò rất là lớn đang đánh nha. Rồi, và một đoạn nữa đây anh em nha. Thank you.
Bass rất là hay luôn. Đó. Và bây giờ em sẽ đổi qua một đoạn nhỏ tông 500 để anh em mình nghe được cái mic của nó nha. Mic nó rất là hay. Rất là hay, mic nó rất là hay anh em nha, dòng 500 á. Đây em chơi đĩa phono thôi. Còn này đĩa Tuấn Xuân Hảo đây. Giao audio bay sản xuất nó vẫn là đĩa China đấy anh em, chứ không phải là đĩa xịn đâu. Đừng có nghĩ nó là đĩa cao cấp luôn, nó không giống đĩa như ACA được đâu. Nha. Xuống rất là phê. Rồi và em xin nhắc lại giá một lần nữa, thì đối với cặp loa tay noi VC615 thì em này đang bán với shop em là 25 triệu, bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Tới đây thì em xin kết thúc, và anh em nào yêu thì hãy phone ngay cho em qua số điện thoại 0343612345. Xin cảm ơn rất nhiều.